Hà Kiều Anh lên tiếng khi bị chỉ trích chấm hoa hậu nhưng bấm điện thoại suốt. Ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2022 công bố vật phẩm cho top 5, đồng thời lên tiếng về những ý kiến trái chiều trong thời gian gần đây. Chiều ngày 26 tháng 9, Ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2022 chính thức công bố 5 chiếc vương miện và tiara dành cho top 5 của cuộc thi năm nay. Sự kiện có sự tham gia của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Lương Thùy Linh, Mai Phương, Á hậu Ngọc Thảo, top 5 Miss Grand Thái Lan Achita Payak và Warujana Radomech. Vương miện dành cho Hoa hậu mang tên The Wing of Beauty được chế tác gấp rút trong hơn một tháng, được tạo nên từ vàng 18K kết hợp cùng 1.522 viên white zirconia và 42 viên ngọc lục bảo có kích cỡ, hình dáng khác nhau. Vương miện sử dụng hoa văn mềm mại, làm nổi bật những viên ngọc lục bảo. Thiết kế tượng trưng cho nhan sắc và trí tuệ, không chỉ thể hiện vẻ đẹp và tâm hồn mà còn đại diện hoài bão chắp cánh cho những ước mơ của các cô gái. Các vương miện của Á hậu cũng được chế tác từ vàng và đá quý. Ngoài ra, ban tổ chức cũng công bố hai bó hoa đăng quang cá chép hóa rồng và kim long họa bích được chế tác từ hơn 500 viên đá và ngọc trai. Bó hoa chính thức dành cho tân hoa hậu sẽ được quyết định dựa vào kết quả bình chọn của khán giả online. Trong buổi họp báo, trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh trả lời thắc mắc về việc cô xem điện thoại khi đang chấm thi trực tiếp. Phần thi phụ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam diễn ra cách đây ít ngày được bàn tán trên mạng xã hội. Thật ra, tôi không xem điện thoại nhiều, đó chỉ là một trong những khoảnh khắc vô tình được máy quay ghi lại. Khoảnh khắc các bạn thấy là những lúc giải lao hoặc là lúc xem livestream. Thường ban giám khảo sẽ tập trung coi livestream để xem được cận cảnh thí sinh. Khi trình diễn, các thí sinh đều đi rất nhanh nên đôi khi tôi không thể nhìn một cách rõ ràng. Dựa vào một khoảnh khắc tôi cầm điện mà cho rằng tôi không tập trung là không đúng. Tôi đồng hành cùng các thí sinh từ đầu đến giờ và không vắng mặt trong bất cứ buổi chấm thi nào, cô khẳng định. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm nay thời gian tổ chức gần với cuộc thi quốc tế, tân hoa hậu chỉ có 3 ngày để lên đường tham dự Miss Grand International. Các thí sinh đều đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ tư pháp để sẵn sàng cho việc đăng quang. Ngoài tân hoa hậu, 4 á hậu cùng 6 huấn luyện viên của phần trang phục văn hóa dân tộc và nhà thiết kế chiến thắng cũng có cơ hội tham dự chung kết tại Jakarta, Indonesia. Trong buổi lễ, ban tổ chức cũng công bố thông tin cuộc thi Miss Grand International 2023 đã được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cấp phép. Đêm trung khảo diễn ra ngày 28 tháng 9 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, đêm trung liền kề vào ngày 1 tháng 10. Ngoài đương kim Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đêm chung kết còn có sự xuất hiện của ông Nawaz Isari Zizo, chủ tịch Miss Grand International, và bà Teresa Chai Visu, phó chủ tịch Miss Grand International.